Thời thế tạo anh hùng, xưa nay vẫn vậy. Chúng tôi thấy rằng những công ty vĩ đại được xây dựng trên sự hoang tàn của khủng hoảng. Và khủng hoảng sẽ tạo nên những nhà đầu tư huyền thoại. Xin chào quý vị nhà đầu tư. Gần đây do dịch Covid-19 ảnh hưởng rất mạnh đến tình hình kinh tế, kinh doanh cũng như giá trị các cái tài sản ở trên thế giới rất nhiều. Cổ phiếu là một trong những cái tài sản bị giảm giá mạnh trong cái thời dịch Covid này. Chúng tôi nhận được rất là nhiều các cái chia sẻ, rất là nhiều các câu hỏi của nhà đầu tư về việc thị trường chứng khoán như vậy có tạo ra cơ hội hay không. Tôi thay mặt cho AZFIN Việt Nam trao đổi với quý vị và các bạn với chủ đề đầu tư chứng khoán thời khủng hoảng kinh tế, thời thế tạo nên anh hùng. Thì nội dung chính của chúng tôi trình bày hôm nay gồm có 3 phần chính như sau. Trước tiên, đó là rủi ro và cơ hội từ khủng hoảng kinh tế như thế nào. Thứ hai là những người anh hùng tạo lên tên tuổi từ khủng hoảng gồm những ai. Và thứ ba là cơ hội. Chúng tôi cho rằng chỉ đến đối với những người có chuẩn bị và biết chớp thời cơ khi nó đến. Sau đây chúng ta sẽ vào phần thứ nhất, đó là cơ hội và rủi ro từ khủng hoảng kinh tế Covid-19. Trước tiên là về rủi ro thì chúng tôi cho rằng có 3 rủi ro lớn sau đây. Thứ nhất là sức khỏe bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Chúng ta cũng không nằm ngoài các cái đối tượng mà có thể lây nhiễm cái dịch Covid này. Thì đây là một điều hoàn toàn khác so với các cái khủng hoảng khác. Nó không liên quan đến sức khỏe, nhưng lần này là có liên quan đến sức khỏe. Thứ hai là do khủng hoảng xảy ra trên toàn thế giới, các nước cấm vận, rồi là các nước đóng cửa, phong tỏa đất nước. Chính vì thế cho nên rất nhiều các người lao động đã bị thất nghiệp và có thể diễn ra trên diện rất rộng. Những người ở lại, những người có công việc thì cũng bị tác động là mất hoặc giảm đi cái thu nhập của mình. Thì có một số chuyên gia còn dự báo ở Mỹ tỷ lệ thất nghiệp có thể lên đến 15-20%. Thậm chí có chuyên gia còn cho rằng thất nghiệp có thể lên đến 30%. GDP ảnh hưởng của Mỹ cũng có chuyên gia đánh giá kịch bản xấu nhất có thể âm đến 30%, thậm chí 40% trong quý 2 năm 2020 này. Và yếu tố thứ ba rủi ro từ Covid mang đến, đó chính là giảm giá mạnh các cái tài sản rất bất ngờ từ Covid-19 này và mất thanh khoản hoàn toàn các cái tài sản đó. Chúng ta có thể thấy ở Việt Nam, tuy cái Covid chưa thực sự lan rất là mạnh, nhưng mà các cái tài sản như bất động sản hiện nay đã bị đóng băng, chứng khoán thì bị giảm giá rất mạnh và rất nhiều các cái tài sản khác cũng bị giảm giá theo. Tuy vậy, khi khủng hoảng kinh tế xảy ra thì không chỉ có rủi ro, mà chúng tôi còn cho rằng đây cũng là nơi sinh ra những cái cơ hội lớn nhất, các cơ hội kinh điển nhất. Thì cơ hội đến với chúng ta có thể là những gì? Thứ nhất, đó là các tài sản rủi ro bị bán với giá chiết khấu cao có thể lên đến 50%. Theo định nghĩa về tài chính, các tài sản rủi ro tức là các tài sản có sự biến động mạnh, chứ không phải là các tài sản có khả năng mất lỗ nhiều, mà là biến động mạnh. Các bạn lưu ý như vậy ạ. Và chỉ có khủng hoảng thì mới có những cái tài sản nó giảm giá rẻ đến như thế. Thứ hai là ngay cả những tài sản không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng thì cũng giảm giá mạnh theo cái phong trào này. Thì đây tạo ra những cái cơ hội giá rẻ bất ngờ. Thứ ba là cơ hội có thể nâng cao thu nhập và thay đổi vị thế trên bản đồ giàu nghèo của chúng ta sau khi khủng hoảng qua đi. Thì chúng tôi cho rằng đây mới là cơ hội lớn nhất. Tiếp theo, tài sản rẻ đến mức như thế nào? Thì đây, trên đây tôi sẽ minh họa với quý vị và các bạn về biểu đồ đầu tiên là của Nasdaq. Ví dụ sau khủng hoảng năm 2000 thì chỉ số này giảm từ khoảng 4.600 điểm về khoảng độ 900 điểm. Như vậy là giảm khoảng độ 80%. Đó. Nhưng sau đó, đến năm 2008 nó đã lên đến khoảng 2.200 điểm. Tức là nó đã tăng khoảng độ 135% trong vòng khoảng độ
6 năm. Đó. Tương tự khủng hoảng năm 2008-2009, chỉ số này giảm về khoảng 1.100. Nhưng mà sau đó, chỉ 10 năm sau, chỉ số này tăng lên đến 9.000 điểm. Tức là tăng gần gấp 9 lần trong vòng khoảng độ 11-12 năm qua. Đây là chỉ số S&P 500. Thì tương tự như Nasdaq, thì khủng hoảng năm 2001-2002 khiến cái chỉ số này giảm từ mức 1.530 điểm về mức khoảng độ hơn 760 điểm. Thì tức là nó giảm mất một nửa. Đó, đó, giảm rất mạnh. Sau đó thì ngay lập tức nó đã tăng lên tới 1.520 điểm bằng đỉnh cũ chỉ trong vòng có 5 năm sau mà thôi. Và ở cuộc khủng hoảng năm 2008-09 cũng thế. Chỉ số này giảm từ mức 1.520 điểm về mức 740 điểm. Như vậy nó giảm khoảng 53-54%. Và sau đó chỉ 10 năm sau chỉ số này đã tăng lên đến mức 3.250 điểm. Tức là mức tăng gấp khoảng hơn 4 lần, 4,5 lần. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng rõ ràng các tài sản nhờ có khủng hoảng mà nó có thể chiết khấu lên đến 50%. Và sau đó khi hết khủng hoảng thì nó lại trở lại một cách rất mạnh mẽ. Đó là ở bên Mỹ. Vậy còn ở Việt Nam thì sao? Thì đây là biểu đồ VN Index ạ. Thì giai đoạn năm 2003, khi thị trường chứng khoán của Việt Nam bị trầm lắng và giảm rất mạnh, chúng ta có thể thấy chỉ số giảm từ mức khoảng độ 4-500 điểm về mức mấy chục điểm rất thấp. Và sau đó một thời gian đến năm 2007-08 chỉ số tăng gấp cả chục lần. Và tương tự như thế, khủng hoảng kinh tế năm 2008 cũng khiến chỉ số này giảm từ mức 1.170 điểm về mức 235 điểm vào quý 1 năm 2009. Và sau đó chỉ vài tháng sau nó tăng gấp gần 3 lần. Đó. Và Việt Nam lại dính thêm một cái cuộc gọi là khủng hoảng kép nhỏ nữa. Đó là vào 2011-2013. Thì khi đó chỉ số đi xuống có lúc thấp nhất là chỉ có 350 điểm thôi. Nhưng mà chỉ vài năm sau, đến năm 2008, thì chỉ số này đã lên đến 1.200 điểm. Tức là với mức tăng gấp gần 4 lần chỉ sau chưa đến 5 năm. Và hiện nay, chỉ số này, VN Index, trở về mức hơn 600 điểm. Tức là giảm gần một nửa so với mức đỉnh 1.200 điểm. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu khủng hoảng lần này xảy ra mạnh thì có thể chỉ số tiếp tục giảm sâu nữa. Tuy nhiên sau khủng hoảng thì chỉ số sẽ lại tiếp tục vượt đỉnh lịch sử mà thôi. Và đây là những cái cơ hội rất tốt nếu chúng ta nắm được. Và chúng tôi cho rằng đây chính là cái thời thế để tạo lên những anh hùng như các bạn đấy. Tiếp theo, đây chúng ta đi chi tiết hơn vào một số cổ phiếu. Trường hợp này là cổ phiếu Hòa Phát. Chúng ta có thể nhìn thấy đáy khủng hoảng năm 2008 đấy, của Hòa Phát xuống rất sâu, xuống còn có 1/3 thôi. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, vài tháng sau, đó, cổ phiếu Hòa Phát đã tăng giá gấp gần 3 lần. Và tương tự đến năm 2010-2011, Việt Nam có khủng hoảng kép xảy ra, thì giá cổ phiếu Hòa Phát lại giảm xuống còn có 1/3 thôi. Tuy nhiên sau đó nó cũng lại tăng gấp mấy lần chỉ sau vòng chưa đến một năm. Tương tự từ giai đoạn 2013-2014-2012, sau khi phục hồi từ cái đáy của nền kinh tế thì cổ phiếu Hòa Phát đã tăng lên đến 3-4 lần chỉ trong vòng 2-3 năm mà thôi. Thì đây là minh chứng rất rõ cho việc là giá tài sản sẽ bị bán rất rẻ đến mức điên rồ trong khủng hoảng, trong kinh tế khó khăn. Hay là một cổ phiếu đi cùng 5 tháng thì đây là cổ phiếu RE, cổ phiếu niêm yết đầu tiên ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Ví dụ như đây ạ, năm 2000 cổ phiếu này bắt đầu niêm yết, chỉ sau một thời gian giá cổ phiếu tăng nhiều lần và sau đó lại điều chỉnh do 2002-03 thị trường rất xấu. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, chưa đến 5 năm sau, giá cổ phiếu này tăng cả mấy chục lần. Đó. Và nhờ có khủng hoảng thì giá cổ phiếu này lại tiếp tục giảm về mức vài ngàn đồng một cổ phiếu. Và chỉ vài năm sau giá cổ phiếu này cũng lại tăng trở lại đến mức cả chục lần. Đó. Chính vì thế cho nên đây là những cái minh họa hùng hồn nhất cho cái việc
tài sản bị bán giá rẻ đến mức điên rồ trong khủng hoảng. Tương tự như cổ phiếu FPT cũng vậy ạ, quý vị có thể nhìn thấy trên biểu đồ trên này ạ. Và những người giàu lên từ khủng hoảng liệu có những ai? Thì ở đây chúng tôi lấy một cái ví dụ rất kinh điển, đó là ngài Warren Buffett. Đó. Thì nhờ do khủng hoảng năm 2001 .com thì tài sản của tỷ phú này giảm đâu đó khoảng 30%. Nhưng mà sau khủng hoảng, nhờ việc chuẩn bị tốt, nắm bắt cơ hội tốt, thì đến năm 2008 thì tài sản của vị tỷ phú này đã tăng gấp gần 3 lần, tức là chỉ trong vòng 6 đến 7 năm thôi ạ. Mọi người lưu ý, tỷ phú này lúc đó đã có vài chục tỷ đô rồi nhé. Thế thành ra đây là quy mô tài sản và nhân gấp gần 3 lần chỉ trong có 5-6 năm là một điều hết sức là mạnh mẽ chứ không hề đơn giản ạ. Rồi tiếp theo, nhờ có khủng hoảng năm 2008 mà tỷ phú Warren Buffett cũng giải ngân mua được rất nhiều các cái cổ phiếu rẻ. Và chỉ 11-12 năm sau, đến năm 2019-2020, tài sản của tỷ phú này nhờ thị trường chứng khoán đã tăng gấp khoảng 5 lần trong vòng có 11 năm qua. Thì đây chúng ta có thể thấy ạ. Đó, ví dụ như thế ạ. Và đặc biệt, để làm được điều như thế này thì vị tỷ phú này đã phải chuẩn bị rất kỹ càng cho mọi tình huống xảy ra. Đó là hiện nay đến năm 2020, trong cái báo cáo tài chính kết thúc năm 2019 thì cái công ty của vị tỷ phú này cũng đã chuẩn bị được lên đến 140 tỷ đô la tiền mặt để có thể sẵn sàng bắt các cái tài sản giá rẻ trong cái thời khủng hoảng này. Thì đây chính là cái báo cáo tài chính của Berkshire, cái tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái lượng tiền mặt của vị tỷ phú này ở trong cái công ty của ông ấy như thế này. Thứ nhất là tiền và tương đương tiền là lên đến 61 tỷ 151 triệu đô và chứng khoán ngắn hạn, rồi là T-bill của chính phủ Mỹ là 63 tỷ 822 triệu đô và các cái khoản đầu tư chứng khoán cố định, tức là đầu tư trái phiếu chính phủ chủ yếu ấy, là 18 tỷ 685 triệu. Thì tất cả những cái khoản này đều thanh khoản ra tiền một cách rất nhanh chóng khi cơ hội đến. Và chúng ta cộng lại có thể thấy nó đã lên đến hơn 140 tỷ đô ạ. Hơn 140 tỷ đô ạ. Đó. Và khi cơ hội đến thì ông ấy sẽ là người nắm bắt được nhiều nhất nhờ có chuẩn bị. Vậy chúng ta phải làm gì để có thể giàu lên, thay đổi vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng người giàu nghèo? Thì chúng tôi có đưa ra một số cái giải pháp tổng thể nhất, phù hợp với mọi nhà đầu tư đó, để có thể áp dụng vào một cách hiệu quả. Trước tiên, chúng tôi cho rằng cần phải đánh giá lại tổng thể cái báo cáo tài chính của bản thân. Nhiều khi chúng ta quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó quá mà lại không thực sự hiểu báo cáo tài chính của bản thân của mình gồm có những cái gì, nó như thế nào, nó có tốt hay không, đúng không ạ? Đó. Trước tiên, trong cái việc đánh giá báo cáo tài chính này thì chúng ta cần phải đánh giá cái cơ cấu tài sản có hợp lý không và có đủ thanh khoản không. Đó. Rất nhiều vị tài sản rất nhiều nhưng mà cơ cấu lại chủ yếu vào các cái tài sản tiêu sản mà thôi. Ví dụ ô tô có vài con, nhà chung cư có vài cái, thì những cái đó họ chỉ để ở và để sử dụng, nó tiêu tiền hàng tháng của quý vị trong khi nó không sinh ra tiền. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải đánh giá rất kỹ cái vấn đề này. Chỉ có cái cơ cấu tài sản hợp lý và có cái sự sinh lời tốt, cũng như là có cái lượng tài sản đủ thanh khoản, thì chúng ta mới có thể sẵn sàng đón cái cơ hội khi thị trường mang đến. Tiếp theo, chúng ta cần phải đánh giá xem nguồn vốn có an toàn không và có ít nợ vay hoặc không nợ vay không. Rất nhiều người tuy có rất nhiều tài sản nhưng mà nhìn sang nguồn vốn thì họ lại vay nợ rất lớn. Ở đây tôi có một số người bạn trong vài năm vừa qua, do kinh tế thuận lợi họ cũng gọi là làm ăn được, có lương khá cao. Do đó họ sẵn sàng mua những cái căn nhà lên đến 4-5 tỷ, thậm chí 7-8 tỷ. Đó, 7-8 tỷ. Trong khi đó
số tiền họ có đâu đó chỉ một nửa thôi, một nửa còn lại họ vay trả góp ngân hàng chẳng hạn. Thì tính đến bây giờ mỗi tháng họ phải trả cả lãi cả gốc lên đến khoảng 4-50 triệu một tháng. Vì thế cho nên khi kinh tế khó khăn, một số người chỉ cần một vợ hoặc chồng bị mất việc hoặc bị giảm lương là ngay lập tức họ gặp khó khăn. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến nguồn vốn này. Tốt nhất là không nên vay nợ, hoặc nếu có vay nợ thì vay nợ ít thôi với cái lãi suất thấp thôi. Và đặc biệt là vay nợ thì phải có nguồn đối ứng bên tài sản có cái sự sinh lời một cách đều đặn và cố định để có thể đáp ứng được khoản vay nợ này thì hãng vay, còn không hãy nói không với nợ. Và vấn đề cuối cùng trong việc đánh giá tổng thể báo cáo tài chính đó là chúng ta phải xem xét lại các cái khoản chi phí có hợp lý không và chúng ta có thể cắt giảm không. Đó, đặc biệt là trong lúc kinh tế đang khó khăn như này thì chúng ta cần phải triệt để cắt giảm. Đó, triệt để cắt giảm. Thì từ đó chúng ta mới có được cái báo cáo kết quả kinh doanh nó khỏe hơn và mới có cơ hội là tích lũy thêm để đón nhận những cái tài sản giá rẻ sắp tới có thể xảy ra, hoặc là chúng ta có thể tích lũy được nhiều hơn để đón nhận một cơ hội mới sắp chuẩn bị nảy sinh, gọi là một chu kỳ mới của kinh tế. Và từ những cái yếu tố trên, cuối cùng chúng ta cũng rút ra một điều đó là chúng ta có sẵn sàng bao nhiêu tiền cho cơ hội bắt tài sản giá rẻ đây. Đó là câu trả lời rút ra từ việc đánh giá lại tổng thể báo cáo tài chính. Ngoài ra thì việc đánh giá lại báo cáo tài chính của bản thân sẽ giúp quý vị và các bạn nhìn thấu mình hơn, hiểu rõ cái thực trạng của mình hơn, để từ đó đưa ra những cái giải pháp mang tính hiệu quả hơn cho tương lai, để chúng ta có thể xây dựng được cái tài sản có giá trị cao và đặc biệt là nó sinh lời rất tốt trong dài hạn. Thứ hai là chúng ta trong đầu tư thì chúng ta không vay nợ, và đặc biệt là vay nợ ngắn hạn. Điều đó rất nguy hiểm bởi vì không ai biết Covid-19 sẽ kéo dài bao lâu và kinh tế sẽ đình trệ đến bao giờ. Nếu chúng ta áp lực vay thì mỗi năm, nếu dùng margin công chứng khoán, mỗi năm lãi suất là 14%, rất nguy hiểm. Rồi tiếp theo, nếu cổ phiếu này giảm thêm vài chục phần trăm nữa thì chúng ta sẽ bị gọi là con margin đấy, họ bán tài sản của chúng ta giải chấp để họ thu lại vốn. Như vậy chúng ta thiệt đơn thiệt kép. Ngoài ra nếu mà vay ngắn hạn quá, khi cổ phiếu nó chưa bật trở lại thì chúng ta đã phải bán mất đi rồi để trả nợ thì cũng là thiệt đơn thiệt kép. Bởi vậy không nên vay nợ, đặc biệt là nợ ngắn hạn để đầu tư. Thứ ba là chúng ta cần phải lập kế hoạch đầu tư một cách chi tiết, rõ ràng với các kịch bản cụ thể nên hành động như thế nào. Và một yếu tố không thể thiếu trong việc lập kế hoạch này đó là cần phải biết định giá tài sản một cách thận trọng, thì chúng ta mới biết rằng tài sản nào hiện nay đang rẻ nhất, đang rẻ hơn tài sản nào. Bởi vì thực tế trong khủng hoảng cũng rất nhiều người mua nhầm cổ phiếu, họ thậm chí phải mua những cổ phiếu này còn vẫn bị đánh giá đắt cơ. Thế thành ra sau khi khủng hoảng thì trải qua, họ không những không được gì mà thậm chí còn thua lỗ cơ. Thì đây là những cái kiến thức nền tảng cơ bản chúng ta phải chuẩn bị thì chúng ta mới có thể giàu lên sau khủng hoảng được. Đó. Và ngài Warren Buffett đã từng nói, cơ hội không đến thường xuyên. Khi cơn mưa vàng rớt xuống, hãy lấy xô ra hứng, chứ đừng dựng một con đê để chắn. Và đây cũng là cái câu nói chúng tôi rất tâm đắc để quý vị nhà đầu tư có thể quyết liệt hành động khi cơ hội đến. Đó. Và chúng tôi cho rằng thời thế tạo anh hùng, ngày xưa hay bây giờ vẫn vậy mà thôi. Thì những công ty vĩ đại được xây dựng trên sự hoang tàn của khủng hoảng, và khủng hoảng cũng sẽ tạo nên những nhà đầu tư huyền thoại. Và việc bạn sẽ như thế nào trong tương lai là phụ thuộc vào hành động ngày hôm nay của chính bạn. Nếu quý vị và các bạn cần hỗ trợ thêm thông tin gì hay cần AZFIN tư vấn gì thì hãy comment ở bên dưới clip này để chúng tôi giải đáp cho quý vị và các bạn một cách hiệu quả nhất, để chúng ta
cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn với cái tài sản ngày càng lớn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.